Japala, Nang Bandi, Hana, Jasimana, Jauja, Japuja,
Nam mô Bụt Thầy. Dạ,
Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Tham Má trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ 30, 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Và con kính tri ân sư Minh Hạnh và xích Hoa Nguyệt cho con biết được tín hiệu. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2020, Phật lịch 2563, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 61, Kinh Giáo Huấn. Rahula ở Ambalatika Rahulo Vada từ câu 744 đến 748 sẽ được Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin chúng ta trang nghiêm tam nghiệp cảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo Nam Mô Bụt Thầy. Trong kính dân mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tứ ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ, tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo. Và cảm ơn xích Hoa Nguyệt cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ, Ngài Tỳ Siêu cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Huỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Huỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2020, Phật lịch 2563. Giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 61 Kinh Giáo Huấn. Rahula ở Ambalatika Hulowada Sutta từ câu 744 đến 748 sẽ được Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải.
Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Dạ. Ngài, con nghe được âm thanh của con, Ngài cho con xin tín hiệu và sa thú. Con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Kính đại lễ Đức Phật, kính lễ cho Pháp, kính đại lễ chư Thịnh Văn Điện Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý tu nữ Phật tử. Kính bạch với Ngài, thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước qua bài kinh mới, bài kinh giáo huấn rất là ở Ambalatika, gọi là Ambalatika Rabulo Warasutta. Sayyirahula là vị Sayyi đầu tiên trong Phật giáo và xuất gia còn rất trẻ, tức là chỉ mới 7 tuổi. Và vua Siddhartha, chúng ta thường quen gọi là Thái tử Siddhartha, nhưng thực ra lúc đó năm 16 tuổi đã lên ngôi, và Ngài bỏ đi xuất gia năm 20 tuổi, ở ngôi 13 năm. Và ngày mà vua Siddhartha đi tìm chân lý là Thái tử Rahula, hoàng tử Rahula đã chào đời. Sau 6 năm khổ hạnh và một năm để chuyển pháp luân, thành lập tăng đoàn, thì lúc đó Rahula được 7 tuổi. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài trở về Kalawatthu sau 7 năm rời bỏ quê hương, Ngài trở về cứu quốc, thì lúc đó Rahula vâng lời mẹ đã đến xin Đức Phật. Tức là Rahula nghĩ rằng đây là phụ thân của mình, là cha của mình, nên xin cái quyền thừa kế tài sản. Và Đức Thế Tôn Ngài đã cho Rahula thừa kế cái thánh sản bằng cách là nhờ tôn giả Sariputta cho xuất gia Sayyi. Và kể từ đó Rahula là một vị tu sĩ trẻ. Như trong chú giải nói rằng là một vị Sayyi trẻ, tính trẻ con, cho nên thỉnh thoảng Rahula cũng mắc phải những cái lầm lỗi, nhất là trong cái lời nói, thường hay nói đùa, nói không thật. Cho nên trong bài kinh này chúng ta thấy, chúng ta nghe Đức Thế Tôn Ngài dùng đến một cái phương pháp gọi là thân giáo. Ngài cái thao nước rửa chân
để ngài giáo huấn Sa Di Ra Hút Lá. Rồi tiếp đó là ngài dạy về cái sự tu tập như chiếc gương soi mặt. Có thể nói cái sự giáo huấn của Đức Phật cho Ra Hút Lá rất đặc biệt, bởi vì do cái bổ nguyện trong đời quá khứ và Ra Hút Lá giờ này là con trai của một vị Phật, và do đó Ra Hút Lá cũng được có may mắn là có được một cái sự giáo dục rất là chặt chẽ. Có khi thì tôn giả Sariputta ngài dạy, có khi Đức Phật ngài dạy, cũng có khi những vị trưởng lão khác dạy Ra Hút Lá. Và đây cũng là một bài học. Khi mà Đức Phật dạy Ra Hút Lá như thế nào thì đó cũng là bài học cho chúng ta trong cái cuộc sống tu tập hàng ngày, rất có lợi. Bài kinh hôm nay sẽ được thượng tọa giác đẳng vị giảng sư trong ngày đầu tuần giảng giải rộng rãi ý nghĩa. Bây giờ thì xin mời Việt Quỳnh Quang Hỷ đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cùng thỉnh thượng tọa giảng sư thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, cảm ơn Quang Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc phần chánh kinh. Hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 2 năm 2020, Phật lịch 2563, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 61, Kinh Giáo Huấn Ra Hú Ra ở Ambalatthika Rahulawada Sutta từ câu 744 đến 748. Tại sao gọi là kinh giáo huấn Rahula ở Ambalatthika? Ngự viên Ambalatthika là khu vườn của vua Bin Visara nằm giữa Nalanda và Rajagaha. Đức Thế Tôn và Chư Tăng thường ghé ngang đây nghỉ chân khi du hành. Trong ngự viên này có một pháp xá tương đối tiện nghi, kinh trăm mắt cha lá phạm võng được Đức Thế Tôn thuyết tại đây. Bản dịch Việt mang tựa đề Giáo Giới La Hầu La ở rừng Ambala. Dạ con sai rồi. La Hầu La ở rừng Ambala, dùng chữ rừng Ambala tương đối không chính xác để nói về một ngự viên. 745. Đại ý kinh giáo huấn Rahula ở Ambalatthika là gì? Rahula là đứa con duy nhất của vua Siddhartha Gautama và hoàng hậu Yashodhara. Ngài
Rahula chào đời cũng chính là ngài vua Siddhartha rời hoàng cung xuất gia tầm đạo. 7 năm sau đó, sau khi viên thành quả vị chánh giác, dưới sự hình thành đầy đủ của ba ngôi báo, Đức Thế Tôn trở về thăm cố hương. Hoàng tử Rahula bây giờ lên 7 tuổi, theo lời dạy của mẹ là hoàng hậu Yashothara, đến xin gặp cha để xin được thừa kế đế nghiệp Đức Phật. Thay vì trao cho tài sản thế gian cho Rahula, ngài dạy tôn giả Sariputta truyền giới cho Rahula xuất gia thành một sa di. Rồi Đức Thế Tôn và Chư Tăng trở lại Magatha. Bài kinh này là lời dạy của Đức Phật trực tiếp cho Rahula lúc đó mới 7 tuổi, với những thí dụ rất dễ hiểu về đời sống tu hành. Trong bản tiếng Việt, Đức Phật gọi Rahula là ông không thích hợp với cách gọi một sa di nhỏ. Bài học vỡ lòng cho vị sa di nhỏ tuổi này là sự chân và khả năng tự phát lời nói, hành động và ý nghĩ của mình. Đức Phật dạy thế nào về đức tánh chân thật của một người tu? Đức Thế Tôn sau khi rửa chân đã dùng hình ảnh một ít nước trong chậu để minh họa cho ý nghĩa ngài muốn nói cho vị sa di còn trẻ thơ này. Lúc bây giờ, tôn giả Rahula La Hầu La ở tại Ambalathika, rừng Ambala. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến Ambalathika, chỗ tôn giả Rahula ở. Tôn giả Rahula thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền sửa soạn chỗ ngồi và nước rửa chân. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Và sau khi ngồi, ngài rửa chân, tôn giả Rahula đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn sau khi để một ít nước còn lại trong chậu nước, bảo tôn giả Rahula: Này Rahula, ông có thấy một ít nước còn lại này trong chậu nước không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng ít vậy, này Rahula, là môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Không có tàm quý. Rồi Thế Tôn sau khi đổ đi chút ít nước còn lại ấy, rồi bảo Rahula: Này Rahula, ông có thấy chút ít nước còn lại ấy bị đổ đi không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng đổ đi vậy, này Rahula, là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quỷ. Rồi Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo tôn giả Rahula: Này Rahula, ông có thấy chậu nước bị lật úp ấy không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng lật úp vậy, này Rahula, là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quỷ. Rồi Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu. Rồi Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu nước ấy và bảo tôn giả Rahula: Này Rahula, ông có thấy chậu nước này trống không không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng trống không vậy. Này Rahula, là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Lại một thí dụ khác được Đức Phật
dùng để minh họa về ý nghĩa, không nên nói dối. Hầu nói để mà chơi, dầu nói để mà chơi. Này Rahula, ví như một con voi của vua, có ngày dài như một cái ngày, to lớn, khéo luyện, thường có mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng thân sau, dùng đầu, dùng tay, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Ở đây, người này nghĩ rằng con voi của vua này có ngà dài như một cán cài, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này thường dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Con voi của vua như vậy không quăng bỏ mạng sống của mình. Này Rahula, nhưng khi con voi của vua có ngày dài như một cán cài, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, dùng voi. Ở đây người này nghĩ rằng con voi của vua này có ngày dài như một cán cài, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường, vân vân như trên, vân vân dùng đuôi, dùng vòi. Con voi của vua như vậy đã quăng bỏ mạng sống của mình. Và này con voi của vua không có việc gì mà không làm. Cũng vậy, này Rahula, đối với ai biết mà nói láo không có tàm quỷ, thời ta nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không làm. Do vậy, này Rahula, ta quyết không nói láo, giàu nói để mà chơi. Này Rahula, ông phải học tập như vậy. Bảy trăm bốn mươi tám, Đức đã tiếp theo lời dạy thế nào về sự tự quan sát bản thân? Một khía cạnh khác rất quan trọng của đời sống tu hành là khả năng tự xét chính mình. Một lần nữa, Đức Phật lại dùng minh họa bằng hình ảnh quen thuộc để dạy Sa-di Rahula. Này Rahula, ông nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là gì? Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh. Cũng vậy, này Rahula, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành ý nghiệp. Này Rahula, khi ông muốn làm một thân nghiệp gì, hãy phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau. Thân nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này Rahula, nếu trong khi vạn tỉnh, ông biết thân nghiệp này ta muốn làm, thân nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, ông nhất định chớ có làm. Này Rahula, nếu sau khi vạn tỉnh, ông biết thân nghiệp này ta muốn làm, thân nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, ông nên làm. Này Rahula, khi ông đang làm một thân nghiệp, ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau.
Thân nghiệp này ta đang làm, thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này Rahu Lá, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết thân nghiệp này ta đang làm, thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả đau khổ. Này Rahu Lá, ông hãy từ bỏ thân nghiệp như vậy. Nhưng nếu, này Rahu Lá, trong khi phản tỉnh ông biết như sau: thân nghiệp này ta đang làm, thân nghiệp này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc. Thân nghiệp như vậy, này Rahu Lá, ông cần phải tiếp tục. Sau khi ông làm xong một thân nghiệp, này Rahu Lá, ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: thân nghiệp này ta đã làm, thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Nếu trong khi vạn tỉnh, này Rahu Lá, ông biết như sau: thân nghiệp này ta đã làm, thân nghiệp này đưa đến tự hại, đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Một thân nghiệp như vậy, này Rahu Lá, ông cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước các vị đạo sư hay trước các vị đồng phạm hành có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ. Trong tương lai, nếu trong khi phản tỉnh, này Rahu Lá, ông biết như sau: thân nghiệp này ta làm, thân nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc. Do vậy, này Rahu Lá, ông phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học, ngày đêm các thiện pháp. Này Rahu Lá, khi ông muốn làm một khẩu nghiệp gì, vân vân. Này Rahu Lá, khi ông đang làm một khẩu nghiệp, vân vân. Sau khi làm xong một khẩu nghiệp, vân vân. Này Rahu Lá, như ông muốn làm một ý nghĩ, một ý nghiệp gì, vân vân. Này Rahu Lá, khi ông đang làm một ý nghiệp, vân vân. Sau khi ông làm xong một ý nghiệp, này Rahu Lá, ông cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: ý nghiệp này ta đã làm, ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem lại quả báo đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahu Lá, ông biết như sau: ý nghiệp này ta đã làm, ý nghiệp này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ. Một ý nghiệp như vậy, này Rahu Lá, ông cần phải lo âu, cần phải tàm quý, cần phải nhàm chán. Sau khi lo âu, tàm quý, nhàm chán, cần phải phòng hộ trong tương lai. Còn nếu trong khi phản tỉnh, này Rahu Lá, ông biết ý nghiệp này ta đã làm, ý nghiệp này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc. Do vậy, này Rahu Lá, ông phải an trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện pháp. Bảy trăm bốn mươi tám, Đức Thế Tôn đã dạy thế nào về căn bản nếp sống tu hành?
Ngài đã dạy cho Sa-di Rahula rằng tất cả những người tu hành chân chính trong quá khứ, hiện tại hay tương lai đều thấy sự thanh tịnh hóa ba nghiệp làm căn bản cho sa môn hạnh. Này Rahula, trong thời quá khứ, những sa môn hay bà la môn nào đã tịnh hóa thân nghiệp, đã tịnh hóa khẩu nghiệp, đã tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã tịnh hóa thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần đã tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahula, trong thời vị lai, những sa môn hay bà la môn nào sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sẽ tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Này Rahula, trong thời hiện tại, những vị sa môn hay bà la môn nào tịnh hóa thân nghiệp, tịnh hóa khẩu nghiệp, tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh như vậy nhiều lần tịnh hóa ý nghiệp. Do vậy, này ra sau khi phản tỉnh nhiều lần tôi sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần tôi sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần tôi sẽ tịnh hóa ý nghiệp. Như vậy, này Rahula, ông cần phải tu học. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Cảm ơn cô Diệu Quỳnh. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay là một trong những bài kinh mà chúng tôi phải dùng chữ rất là đẹp về bối cảnh, về cái nhân duyên thuyết, về lời dạy, và đặc biệt là về ngôn từ. Tuy nhiên, có một việc mà Thượng Tọa Đại Sư rất thường làm, đó là bản thân Thượng Đại Sư là một giáo sư phản ngữ, do đó Thượng Tọa hay nêu ra những cái chi tiết liên quan đến ngôn ngữ. Mà chúng tôi thì thường là bị nói chúng tôi hay để Thượng Tọa Đại Sư làm, chứ chúng tôi ít có làm lắm. Nhưng mà hôm nay có hai lý do. Là một là chúng tôi là bị giảng bài học này, và thứ hai nữa là chúng tôi rất là tiếc là bản dịch đã có nhiều vấn đề, nên cũng phải nói với quý vị trước là thay vì đi vào ý nghĩa của bài học liền thì chúng tôi xin được làm rõ những cái điểm ở trong bài học này. Điều thứ nhất là sau này một số các bản dịch về tiếng Việt họ không có, nếu mà mình biết là tiếng Việt hẳn hoàn toàn thì biết, nhưng mà nếu mình giữ tiếng Phạn thì mình biết cho đúng tiếng Phạn. Ở đây các vị biết không có dấu, thầy cô Nhật Quỳnh hay đọc là Rahula. Thật ra cái âm chính xác là Rahula, chữ Ra là âm dài, Rahula chứ không phải là Rahula. Ở trên cái chữ Ra đấy, ở trên cái chữ có cái dấu trường âm, dấu dài Rahula. Và thứ nữa đó là ở trong đề Đức Phật này có đề cập nhiều đến cái ba cái nghiệp. Ba nghiệp là mà chúng ta thường gọi là thân khẩu ý, thì chúng tôi cũng có vấn đề với chữ này. Thứ nhất là người Việt Nam chúng ta nói là tam nghiệp là thân khẩu, khẩu là miệng. Cái gì mình nói bằng miệng á thì đó là gọi là khẩu nghiệp. Nhưng mà chúng tôi thì nghĩ là cái chữ qua chi cam mát mà dịch là khẩu nghiệp thì nó hạn hẹp lắm.
Chúng tôi có nói nhiều lần là chỉ qua chi ca mát chúng tôi là ngữ nghiệp. Ngữ nghiệp là ví dụ như là tuy rằng chúng tôi không nói bằng lời, nhưng mà chúng tôi tắt sách chat cho một người nào đó, chúng tôi gửi email cho người nào đó, chúng tôi viết một bài nào đó, thì chúng tôi dùng ngôn ngữ đi. Thì không nhất thiết là phải nói lên, phải nói bằng miệng. Có khi chúng tôi dùng cái tôi đánh những cái email đó, thì cái đó cũng cũng tính là ngữ nghiệp, chứ không phải không phải chỉ có nói bằng miệng thôi. Thì chúng tôi nghĩ rằng trong ba nghiệp á, thay vì mình dùng chữ khẩu mình nên thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp á, nếu chúng tôi sửa được chúng tôi sẽ để là thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Và ở trong này có những cái câu dịch tiếng Việt mà những vị họ sang định họ dịch giống như dịch bằng Google nghe rất là kỳ, giống như là bây giờ thưa quý vị, thay vì chúng ta nói rằng khi muốn nói một điều gì, hay là khi đang nói một điều gì, hay là đã nói một điều gì, hay là muốn suy nghĩ một điều gì, thì ở trong cái gì là muốn làm một khẩu nghiệp, muốn nói mà muốn diễn tả mà nó muốn làm một khẩu nghiệp thì nó trong tiếng Việt Nam dở lắm, hay là đang làm một khẩu nghiệp mà đang nói điều gì mà đang làm một khẩu nghiệp thì nghe cũng cũng kỳ, hay là đang làm một đang làm xong một khẩu nghiệp tức là mình đã nói điều gì đó mà nó làm xong một khẩu, đã làm xong một khẩu nghiệp thì thật sự tiếng Việt Nam mình có vấn đề trục trặc chuyện đó, hay là nó đang làm một ý nghiệp hay là đã làm một ý nghiệp gì đó, thì cái làm một ý nghiệp chúng tôi nghĩ rằng cái câu đó tiếng Việt nó không có hay. Thật ra chúng ta cứ nói rằng đang nói điều gì hay là đang làm điều gì đó. Và ở trong trong tiếng Việt Nam của chúng ta đó thì lại có cái chữ mà đôi khi chúng ta không quen với một cách diễn tả ngôn ngữ khác, ví dụ như trong tiếng Anh đó, thì người ta hay nói là I với you. Chúng tôi ở Mỹ nghe người Việt Nam hay dịch là mày với tao. Ví dụ như nói con qua chùa Tích Lan gặp sư trụ trì, nói bữa nay mày có đi ngày mai mày chủ nhật mày có đi chùa không, thì chúng tôi biết là người Phật tử hình dịch vô tư lắm, chứ ai với you vậy là mày với tao. Ông sư nói Phật tử kêu mày tao nghe rất kỳ. Thì ở đây thì ở trong cái ngôn ngữ trong tiếng Phạn á, thì giống tiếng Anh vậy đó, thì cũng là a hăng là tôi là ta thôi, toan đều vậy đó, chứ không có xô xa, chứ không có chữ chúng ta dịch là ông cũng được, dịch là con cũng được. Nhưng mà chúng ta hình dung là Đức Phật ngài dạy ra Rahula, lúc ra Rahula mới 7 tuổi thôi mà ngài dạy bằng ông, người kia bằng ông. Ở trong tiếng Việt Nam mình nghe cũng kỳ. Thế là trong tiếng Việt Nam mình thì nếu dịch là con có thấy còn một chút nước ở trong chậu không, hay là con biết gương làm gì không, tại sao không dịch bằng con mà cứ bằng ông. Thì một cái là cái chữ ông nó cũng có thân thiện lắm rồi. Và thực sự Rahula lúc mới 7 tuổi Đức Phật cũng kêu mà ông cũng kỳ. Ở đây không phải là chúng tôi sắc nét nhiều về tiếng Việt, quý vị qua nghĩ cảm thông cho điểm này thì nên đây cũng là một vấn đề về từ vựng. Và hồi nãy Thượng Tọa Tuệ Siêu cũng có đề cập đến từ vựng về cái chuyện mà đôi khi chúng tôi cảm thấy hơi lúng túng. Chúng ta thường nói là con của Đức Phật thì chúng tôi không nói con của Đức Phật, mà chúng tôi hay nói là con của Thái tử Siddhartha. Đấy, lúc đó ngài làm còn ở cung đình, nhưng mà làm chữ thái tử nó là con của Đức Phật nghe cũng kỳ rồi, mà nói gọi là thái tử cũng kỳ, là tại vì trong cái trong lịch sử ghi rất là rõ ở trong kinh tạng Bali đó là năm 16 tuổi ngài đã đăng quang, và 16 tuổi theo thông tục thì bây giờ ngài đăng quang và vua Tịnh Phạn đã truyền ngôi. Thì lúc bây giờ vua Tịnh Phạn giữ cái vai trò như một thái thượng hoàng đời nhà Trần của chúng ta vậy. Và Đức Phật của chúng ta lúc còn ở hoàng cung sau năm 16 tuổi thì ngài ở tại vị là 13 năm, đến năm 29 tuổi ngài từ bỏ ngai vàng. Nhưng mặc dù ngài đăng quang chứ ngài không có chấp chính, đăng quang là chấp chính tức là tự mình điều khiển thì không, mà vua Tịnh Phạn vẫn tiếp tục, tại vì vua Tịnh Phạn rất là ngại là thái tử tiếp xúc với những cái thực tế của đời sống đó. Thì
giống như cái lời tiên tri ngày xưa là sẽ sớm đi xuất gia, mà thực sự là vua thì không thể không tiếp xúc với thực tế được. Thật ra dù sao đi nữa thì nói cái chính xác là lúc bây giờ Thái tử Siddhartha đã trở thành vua Siddhartha, và công nương Yajnavalkya đã trở thành hoàng hậu. Chúng tôi không có để là Thái tử, rất là tri ân Thượng tọa Thiền sư đã nhắc lại điểm đó khi mà Thượng tọa dẫn nhập. Và có cái chữ nữa là cái chữ Ambalatika. Dạ, Ambalatika. Ambalatika là tên của một cái ngự viên. Dạ. Thời xưa đó thì thưa quý vị, khi mà các vị vua di chuyển thì di chuyển bằng xe ngựa, và thời tiết ở Ấn Độ có khi nóng lạnh, và đi xe ngựa, ngồi xe ngựa nó không êm giống như chúng ta đi xe hơi mà xa lộ bây giờ. Đường thì có đôi khi nó gồ ghề, và đi một đổi thì nhà vua hay nghỉ. Thì từ Nalanda là quê hương của Ngài Sáu Lợi Phất á, Ngài Bục Kiền Liên á, về tới Vương Xá Ratchika là kinh đô xứ Mạt Kiệt Đà. Ngày hôm nay chúng ta đi xe bus khoảng 25 phút. Do đó nhà vua Bimbisara là một cái, ở giữa đường là một cái ngự viên, ở trong đó có cây cao bóng mát và có một cái sala, chúng ta gọi là một cái phước xá. Ở trong phước xá này có tiện nghi như là chỗ ăn, chỗ uống, chỗ ngồi, v.v. Có giếng nước, thì cái đó không gọi là không thể gọi là một cái rừng được, mà phải gọi là một cái công viên, hay là cái ngự viên Ambalatika. Và chữ Ambala mà ở trong bài kinh Nguyên Quỷ là Ambala, chúng tôi cũng không có chúng tôi không có đồng tình chữ Ambala đó, phải nói cho đủ là Ambalatika. Ambalatika, tại vì đó là một danh từ riêng, tên của một cái ngự viên. Và Ni Sư Tứ Thích Tự Trí Hải rồi còn dịch nữa là giáo giới Rahula, người đến từ Ambala. Ambalatika. Nó là nguyên chữ, nhưng mà nếu cắt ra đó là người đến từ Ambala thì thực sự phải Rahula chỉ đi ngang đó với Đức Phật và Chư Tăng thôi, chứ Ambala Rahula không phải là người đến từ Ambala, mà nói cho đủ là đến từ Kapilavastu. Ngày hôm nay thì Ambalatika chỉ còn có một cái tháp, mà chúng ta biết được tháp này đúng cái nền tháp của Ngài Quyền Trang, Ngài đã nghi dấu lại khi Ngài đến đây. Và đây là nơi Đức Thế Tôn thuyết về kinh Phạm Bổn, về kinh đầu tiên của Trường Bộ Kinh, rất là danh tiếng. Chưa phải xin lỗi quý vị là thường thường chúng tôi không có đề cập đến từ vựng nhiều, bởi vì chúng tôi muốn quý vị tập trung vào ý nghĩa của bài học. Nhưng mà bài học ngày hôm nay quả thật là chúng tôi thấy bài kinh này là bài kinh rất là đẹp về về văn phong cũng như nghĩa lý ở trong nguyên văn Phạn ngữ. Nhưng mà khi dịch sang tiếng Việt thì chúng ta có nhiều điểm lúng cùng và chúng ta cần lưu tâm. Thì như lời Thượng tọa Thiền sư có trình bày khi nãy đó là Đức Thế Tôn ngày sau 6 năm trải nghiệm qua nhiều cái pháp tu tập khác nhau, thì cuối cùng Ngài đã trở lại với con đường trung đạo, và Ngài nhanh chóng thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như cội Bồ Đề. Rồi Đức Thế Tôn đến chuyển pháp luân ở Lộc Dạ, Ngài kêu gọi 60 vị thánh ứng cúng vô lậu A-la-hán, mỗi người đi một ngã, và chính bản thân Ngài cũng đi về Uruvela. Khi Ngài đến Uruvela thì Ngài độ ba anh em Kassapa và những người đệ tử, tổng cộng là 1.000 vị tỳ kheo. Năm đó Đức Thế Tôn mới 35 tuổi. Và Ngài đi với một cái hội chúng 1.000 vị tỳ kheo đó, đi vào trung thành Vương Xá. Đó là một cái thời bình minh của chánh pháp. Bậc đạo sư của chúng ta 35 tuổi, một hình ảnh rất đẹp mà được đặt lại trong cái pho tượng chuyển pháp luân ở tại Sarnath, mà chúng ta thấy đây khuôn mặt trẻ quy dũng, phi phạm, rất là thanh tú và
vua Bimbisara nhỏ hơn Đức Thế Tôn 6 tuổi đã ra đón Đức Thế Tôn từ ở ngoài cổng thành, và ở trong một vài lời dạy rất là ngắn ngủi thì vua Bimbisara đã trở thành một vị thánh đệ tử chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Và lúc bây giờ thì Thiên Chủ Đế Thích biến thành một người cầm một cái nhạc cụ đi trước để giống như thổi kèn vậy, nói để cho mọi người để đón Đức Thế Tôn và bày tỏ sự tôn kính với Đức Phật. Bimbisara lặng lẽ đi theo sau Đức Phật và đi bên cạnh Đức Phật, mà đi nước phía sau đó, với tất cả sự cung kính của một đệ tử, một vị quân vương của một cái vương quốc Ma Kiệt Đà lúc bây giờ được xem là hùng mạnh nhất ở miền Trung Ấn Độ. Thì chỉ ngày hôm sau thì vua Bimbisara đã cúng dâng lên Đức Phật một cái ngự viên rất là đẹp ngay trong nội thành Vương Xá. Amalathika là một cái ngự viên ngoài thành Vương Xá, còn Bhedruvana là trúc viên hay trúc lâm đó, trúc viên đó, thì một cái ngự viên nằm ở trong nội thành của Vương Xá. Thì đó là một nơi rất là đẹp, phong cảnh hữu tình. Dâng lên Đức Phật trở thành một ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo. Thì thưa quý vị, cái lịch của Ấn Độ đó khác với lịch của chúng ta, là lịch của Ấn Độ không có tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4 mà mỗi tháng có cái tên riêng. Thí dụ như tháng giêng là tháng Má Khát, tháng 4 là tháng Vê Sắc, hay tháng 6 là Á Xóa chẳng hạn. Thì từng tháng như vậy đó, nhưng mà cái gọi là cái tháng đầu năm, cái tháng đầu năm đó gọi là kiết xuân đó, thì là tháng Vê Sắc. Chúng ta thường dịch là Vê Sắc là đại lễ trong tháng 4, nhưng mà thật sự Vê Sắc là đại lễ tháng Vê Sắc. Tháng Vê Sắc là tháng đầu tiên ở trong lịch của Ấn Độ. Vị nào mà đến Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, như ở tại Thái Lan có cái ngày Tết được gọi là Songkran đó, thì họ ăn Tết vào đầu tháng, vào tháng Vê Sắc theo lịch của Ấn Độ. Thì cái mùa mưa đó, mùa mưa tại Ấn Độ kéo dài từ rằm tháng 6 cho đến tháng 9 theo âm lịch của Trung Hoa, tức là của Việt Nam, tháng 6, tháng 9. Và sau cái tháng 9 thì bước vào mùa khô, cái mùa mà thường đi hành hương, chúng tôi thường đi hành hương và thành đó. Thì thời gian đó, một cái vị khoảng thân, Kalutaji, là một cái người bạn thân của Đức Thế Tôn khi mà còn ở ngai vua đó, và đã đến Vương Xá gặp Đức Thế Tôn. Và trước khi đi thì vị này có xin vua Tịnh Phạn chấp nhận một điều là khi bị đi, nếu bị gặp Đức Thế Tôn và muốn phát tâm xuất gia thì xin phép Đức Thế Tôn, Đức Vua Vô Tình Phản chấp thuận. Rồi sau đó thì mới tỉnh Đức Phật trở về Ca Tỳ La Vệ. Bởi vì Kalutaji đã biết rằng nhiều vị sứ giả đi trước đến gặp Đức Thế Tôn được xuất gia, và khi xuất gia rồi đó thì các vị này ái ngại bởi hai lẽ. Một đó, là đã không có làm theo cái lệnh của nhà vua là đến tỉnh Đức Phật và đến nghe pháp là xuất gia. Và thứ nữa đó là trong cái thân phận của một người xuất gia, vì sa môn ấy, thì không thể làm theo lệnh của nhà vua được. Do đó các vị sứ giả trước đi đều là xuất gia theo Đức Phật rồi giữ im lặng, sau đó không có vị nào tỉnh Đức Phật về Ca Tỳ La Vệ. Thì quan thân và không phải hoàng thân mà là đại thần Kalutaji phụng mạng vua Tịnh Phạn ra đi về xứ Ma Kiệt Đà để thỉnh Đức Thế Tôn trở về thăm cố hương. Nhưng mà trước khi đi thì đã làm một điều, đó là tâu với nhà vua trước là nếu hạ thần đi mà gặp Đức Thế Tôn mà xuất gia đó thì xin nhà vua đồng ý, tức là không có trái lệnh vua. Và thưa quý vị, chúng ta đều biết là
Lúc bây giờ Đức Thế Tôn đã xong cái mùa an cư ở tại Lộc Quyền. Cái hạ đầu tiên Đức Thế Tôn nhập hạ đó là ở tại tại vườn Lộc Quyền, tại Lộc Giả, ở gần Varanasi. Rồi hai tháng sau đó, sau khi độ Vanakasapa, ngài đã đến thành Vương Xá, ở tại cái ngôi chùa đầu tiên là chùa Trúc Lâm. Chúng ta không có một cái lịch sử chính xác nào, nhưng mà chừng hai hoặc ba tháng sau mùa an cư thì bây giờ với một cái hội chúng đông đảo, ở trong đó gồm hơn 1.000 vị đệ tử của anh em Kassapa, và lúc đó có cả sự hiện diện của tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Bụt Kiền Liên, và hai vị thượng thủ thiên văn cũng vừa mới gia nhập tăng đoàn và được Đức Phật đặt để lên cái ngôi vị cao nhất là thượng thủ thiên văn. Thì thưa quý vị, đúng như là đại thần Kaluyayi đã tiên liệu trước, là bản thân của mình đã gặp Đức Phật, nghe pháp và phát tâm xuất gia, nhưng mà vị này lại không có thỉnh Đức Phật đi về thành Ca Tỳ La Vệ, bởi vì trong cái tư cách là một vị xuất gia, một vị đệ tử Phật, một vị thánh, ngài không có làm công việc của một đại thần, và đại thần tức là làm theo lệnh vua, ngài bây giờ không làm theo lệnh vua nữa, nhưng mà ngài đã làm một việc rất là khéo, là ngài gặp Đức vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, và là ngài nói lên cái cảnh rất là đẹp, rất là hữu tình ở trong mùa khô, từ Vương Xá về Ca Tỳ La Vệ. Mỗi lần chúng tôi đi hành thương thì chúng tôi lại hay nhớ tới cái giai thoại này. Và khi mà ngài Tư Đại Di mà dùng những cái lời nói để mô tả cảnh đẹp đó, thì Đức Thế Tôn ngài biết là cũng phải là ngài Kaluyayi rảnh quá, không có chuyện gì làm, hay làm thơ hay là muốn làm gì, nhưng mà ý của vị này là muốn cung thỉnh Đức Thế Tôn về trở về thăm cố hương của ngài. Chứ vì Đức Phật ngài quay sang nói với thì một Kiền Liên và Chi Tỳ Kheo rằng chúng ta hãy chuẩn bị khởi hành đi về Kapila Vastu, là Ca Tỳ La Vệ. Thưa quý vị, đường xá khô ráo và trên con đường đi đó, Đức Thế Tôn đã băng qua rất là nhiều những thị trấn, những làng mạc, và cuối cùng thì ngài đặt chân đến cố hương cùng với tăng đoàn rất là đông đảo, mà đi theo ngài có ngài Xá Lợi Phất và người Bụt Kiền Liên. Hồi nãy thì từ siêu có đề cập đó là hoàng hậu Yashodhara, và chúng ta thường gọi là Yashodhara đó, Yashodhara thì có một cái ý nghĩ cũng tương đối rất là đặc biệt, là vị này nghĩ rằng khi mà Đức Thế Tôn rời bỏ Ca Tỳ La Vệ đó là do cái đại nguyện đi xuất gia của ngài, chứ bản thân của mình đó, bản thân của hoàng hậu Yashodhara không có phạm lỗi gì. Thường thường đó, khi một người vợ mà bị chồng bỏ đi đó, đa phần người ta nghĩ rằng người đó có lỗi gì, thì hoàng hậu Yashodhara nghĩ rằng nếu mà mình thật sự không có lỗi gì để khiến cho ngài bỏ đi đó, thì ngài sẽ đến, và ngài sẽ đến đây để gặp, chứ không phải là mình đến với ngài. Đó là cách nghĩ bình thường, rất là bình thường từ bây giờ. Và theo ở trong kinh thì Đức Thế Tôn về ngày hôm trước và ngày hôm sau á, thì có một sự việc xảy ra là tất cả mọi người trong hoàng cung đều nghĩ rằng ngài là chủ ở đây, mà là vua ở tại đây, khi ngài trở về thì mọi thứ đều có sẵn hết. Có ai nghĩ đến là thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến để cúng dường thực phẩm, và một cái việc rất là bình thường đối với một bậc đại sa môn và với tăng đoàn, mà kể cả vua Trịnh Phạn cũng nghĩ như vậy. Và mặc dù nhà vua đã chuẩn bị trong cung những cái thực phẩm rất là thượng vị để cúng dường lên Đức Phật và Chư Tăng, nhưng mà cũng đã không có lời mời thỉnh.
và Đức Phật và Chư Tăng cũng sinh hoạt hàng ngày giống y hệt như tất cả những ngày khác. Là nếu có người thỉnh đến tư gia để mà cúng dường thực phẩm thì các ngài đến để nhận thực phẩm, và nếu không ai cúng dường thì chúng ta Đức Phật và Chư Tăng đi vào cũng là để khóa duyên và nhận thực phẩm cúng dường. Nhưng mà ngày hôm đó thì không giống như mọi ngày. Ngày hôm đó là ngày Đức Thế Tôn trở về thăm cố hương của ngài, và trưa hôm đó là bữa cơm đầu tiên mà sau 7 năm dài ngài không có thực ở Tất Ca Tỳ La Vệ. Và sáng sớm thì ngài lại cùng với dẫn đầu Chư Tăng một đoàn rất dài đi vào trong thành Ca Tỳ La Vệ. Và điều này đó đã làm cho tất cả thần dân ở trong thành Ca Tỳ La Vệ nhìn mà không biết phải nói thế nào, phải nghĩ thế nào. Và một người đã chạy về báo cho vua Tịnh Phạn hay, và thưa quý vị, bản thân của vua Tịnh Phạn dao động rất là mạnh, bởi vì không bao giờ nghĩ rằng có một ông vua nào mà đi khất thực ở trong hoàng cung hết. Nhà vua đã chạy ra gặp Đức Thế Tôn, và nhà vua nói rằng Đức Thế Tôn đã về tới hoàng cung, tại sao ngài lại đi khất thực? Ngài có nghĩ rằng điều này làm cho xấu hổ của hoàng tộc không? Thì Đức Phật ngài dạy vua Tịnh Phạn rằng vương là dòng dõi vua chúa, còn Như Lai là dòng dõi của chư Phật, và khất thực là chánh mạng của chư Phật. Và với một cái lời kệ rất ngắn, Đức Thế Tôn đã an trú vua Tịnh Phạn vào trong cái ngôi vị của một vị Tu Đà Hồi. Đó là một câu chuyện khác thưa quý vị. Nhưng mà cùng lúc xảy ra lúc đó đó, thì khi mà dân chúng reo hò về sự đi khất thực, bàn tán xôn xao về sự khất thực của Đức Phật và Chư Tăng ở trong thành Ca Tỳ La Vệ, thì hoàng hậu Yashodhara dẫn Rahula, đứa con trai của mình, năm đó lên 7 tuổi, lên trên sân thượng để nhìn xuống ở dưới đường dưới. Ở con đường phía dưới là Đức Phật dẫn đầu Chư Tăng đi khất thực. Theo trong kinh thì hoàng hậu Yashodhara đã làm hai việc lúc đó. Thứ nhất là đã có một lời cảm khái mà chúng ta gọi là xuất khẩu thành thơ, và lời cảm khái này được ghi lại như là cái lời ca ngợi hình ảnh của một bậc đại hùng đại lực như một con sư tử. Mặc dù Đức Thế Tôn đi xuất gia rồi, mặc dù bây giờ ngài không còn hoàng bào, bây giờ chỉ là đầu trần chân không và với chiếc y khắc phục trên người, nhưng mà hình ảnh của ngài thật đẹp, thật cao cả, thật cao quý và dẫn đầu Chư Tăng. Sau những lời cảm khái như vậy thì hoàng hậu Yashodhara đã dạy Rahula, đã hỏi Rahula là con có thể bị tu sĩ mà dẫn đầu đoàn tu sĩ kia không? Thì Rahula nói dạ thưa có. Thì công hoàng hậu Yashodhara nói rằng người đó chính là thân phụ của con, con hãy đến gặp ngài và xin ngài trao truyền cái di sản, tức là đế nghiệp của ngài cho con. Thật ra thì điều này là cái bản năng tự nhiên của một người mẹ, và trong cái suy nghĩ rất là bình thường. Rahula lúc bây giờ được xem như là cháu đích tôn, là người đương nhiên thừa kế cái ngai vàng của dòng Thích Ca, được vua Tịnh Phạn trao lại. Và vua Tịnh Phạn đã sẵn có một cái dự tính về tương lai của Rahula, vì cái tình thương vô hạn đối với Đức Phật, và dĩ nhiên có nhiều kỳ vọng của Rahula. Rahula rất là ngây thơ nhưng mà rất ngoan, nghe lời mẹ đã xuống lầu và chạy đến gần Đức Thế Tôn đúng ngày đi khất thực, cứ đọc đọc đi Đức Thế Tôn. Bởi vì Rahula là một vị hoàng tử và Đức Thế Tôn là cha ruột mà ai cũng biết như vậy, nên không có ai mà chặn lại và cũng không có ai làm phiền. Rahula cứ tiếp tục đi theo Đức Thế Tôn cho đến khi Đức Thế Tôn về lại một cái nơi gọi Nirodharama, chúng ta gọi là chùa Côn Đảo, cũng là một cái ngự viên
của Dục Thích Ca, nhưng mà Bưu Tịnh Phạn đã bố trí ở tại đó làm nơi mà Đức Thế Tôn và Chư Tăng cư trú khi mà Ngài về Kathirapa. Rahula đi theo chân Đức Phật, và lúc bây giờ thì rất là thơ ngây, rất là hồn nhiên, và trong sự hồn nhiên của một vị hoàng tử 17 tuổi, Rahula khi thấy Đức Phật ngồi xuống, Rahula đã nói rằng: không hiểu sao con đi theo Ngài, ở gần Ngài con cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu quá. Nó như là một cái cảm nhận rất là do cái sự chiêu cảm của nghiệp, mặc dù rất là hồn nhiên, nhưng mà do đã là cha con nhiều đời nhiều kiếp, Rahula nên khi gặp Đức Phật lần đầu tiên, khi mà Rahula mới vừa sanh đó, buổi trưa thì buổi tối là Đức Vua Siddhartha đã rời hoàng cung, Ngài chỉ lặng lẽ bước vào trong ẩm cung nhìn mặt của Rahula lúc mới sanh được mấy tiếng đồng hồ thôi, mới sanh mấy tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà khi gặp lại Rahula lúc 7 tuổi, và lần đầu tiên Rahula gặp Đức Phật đã nói cái lời, nói cái cảm giác rất là thân tình: con ở gần Ngài sẽ không cảm thấy mát mẻ, cảm thấy thoải mái mà. Nhưng mà rồi Rahula lại nhớ lời mẹ dặn, rất là ngoan, lại quỳ xuống lại Đức Phật ba lại và chắp tay lên rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài là cha của con là con của Ngài, xin Ngài trao cho con cái tài sản của Ngài. Đức Phật Ngài rất hiểu là Rahula mới 7 tuổi chẳng có ham muốn danh lợi đế nghiệp gì, mà làm cái đó chỉ là theo lời dạy của người lớn thôi. Người lớn đó tức là Hoàng hậu Yashodhara. Khi mà Rahula xin như vậy thì Đức Phật không có trả lời là được hay là không, mà Ngài quay sang Tôn giả Xá Lợi Phật đang ngồi ở gần đó, thì Ngài nói rằng: ta sẽ trao cho đứa con này một cái di sản của Bậc Thánh. Và Ngài nói: này Xá Lợi Phật, hãy cho Rahula xuất gia làm sa di. Như lời Thượng Tọa Kỳ Sĩ có nói rằng đây là vị sa di nhỏ tuổi đầu tiên ở trong giáo pháp. Chúng ta nói rằng nếu mà chúng ta tính theo lịch Ấn Độ đó, thì còn thuộc về năm đầu tiên. Trong tiếng Việt của chúng ta đó, cái mùa an cư cho đến lễ Đầm Tháng Giêng đó là năm này bước qua năm kia rồi. Như trong lịch Ấn Độ đó, thì cái năm mới bắt đầu từ tháng 4, tháng Vesak cho đến năm sau, thật ra cũng là năm đầu tiên. Là cho Rahula Sayyi, và Ngài đã cứu mang, đã dạy dỗ trực tiếp Rahula trong một quãng đường rất là dài ở trong thời thơ ấu. Thật ra thì Ngài Rahula được Ngài Xá Lợi Phất chăm sóc rất là nhiều. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài là một người đặc biệt rất là tinh tế. Ngài đã thay mặt Đức Thế Tôn để chăm sóc cho, để quan tâm cho Di Mẫu, quan tâm cho Tỳ Kheo Ni Yajudala sau này xuất gia, và đặc biệt là quan tâm cho Rahula. Thì thưa quý vị, chúng ta không biết đích xác hành trình trở về Ma Kiệt Đà bao lâu, nhưng mà theo trong sớ giải đó, thì khi trở về Ma Kiệt Đà thì cái việc này xảy ra lúc mà Siêu ra là mới 7 tuổi. Có nghĩa là nó chỉ có một thời gian rất ngắn sau khi Rahula xuất gia theo Đức Phật. Cũng chính do cái yêu cầu của Vua Tịnh Phạn về sau này mà Đức Phật Ngài đã ban hành một cái luật đó là nếu người nào xuất gia thì cần có sự cho phép của cha mẹ và các người bảo hộ. Nhưng mà câu chuyện đó chúng ta không bàn ở đây. Thưa quý vị, Đức Thế Tôn là bậc thượng điều ngự, là một đấng thiên nhân sư. Ngài mặc dù xuất thân là một vị vua, chưa bao giờ mà nuôi con dạy con, nhưng mà Ngài biết rất rõ về tâm lý giáo dục. Và trong cái tâm lý giáo dục đó, thì thứ gì mà dạy dỗ cho trẻ con bằng cái gì triết lý nhiều quá, cái gì mà trừu tượng quá, gì suy nghĩ nhiều quá, đôi khi con cái nó không có hiểu, con nhỏ không có hiểu, trẻ em
thì thật sự không phải là suy nghĩ nhiều như vậy. Và do vì những gì mà Đức Phật dạy ra vô la trong bài kinh này, trên phương diện dục như dục như người ta gọi là dùng những cái hình ảnh để minh họa. Hình ảnh để minh họa là có nghĩa là dùng cái thí dụ rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Thì khi Đức Thế Tôn đến Rahula thì thưa quý vị, trong cái cuộc sống ngày xưa cũng như bây giờ tại các quốc gia Phật giáo Nam Tông thì hay có một cái trường hợp đi chân không. Dạ, đi chân không, Đức Thế Tôn và chư tỳ kheo đi khất thực đi chân không, và thường đi đi chân không như vậy nên chi chư tỳ kheo để Đức Phật thường có hai điều. Một là chuẩn bị một cái chỗ ngồi sẵn ở trong phòng, nếu khi nào Đức Thế Tôn đến thì sẽ Đức Thế Tôn ngồi ở đó. Một chỗ ngồi tuy đơn giản nhưng mà cao trọng, và mình ngồi ở dưới. Và thứ hai là ở tại các cái am thất nơi mình ở thì thường thường chuẩn bị nước rửa chân. Nước rửa chân đựng trong một cái lu, và người ta dùng một cái chậu. Thời đó thì không có cái thau, thưa quý vị. Có một vài bản dịch cái thau, nhưng mà chúng ta nói cái thau là nhôm hay bằng kim loại, thì trong cái thời đó không có cái thau mà dùng cái chậu chậu xanh này, chậu bằng đất nung, nói chung đúng là chậu bằng đất nung để đựng nước rửa chân. Thì Đức Thế Tôn ở trong cái sự ghi lại của bài kinh này có vẻ như là Rahula đã biết chuẩn bị nước, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài tự rửa chân lấy. Và sau khi ngài rửa chân thì thay vì ngài úp cái thau, úp cái chậu lại như bình thường để cho nó ráo nước, thì ngài đã không làm như vậy, mà ngài cố tình giữ lại một ít nước ở trong chậu nước đó. Và ngài đã hỏi Rahula này, này Rahula, con có thấy một ít nước còn lại ở trong cái chậu này không? Thì Rahula nói, bạch Đức Thế Tôn, con thấy. Thì Đức Phật ngài dùng cái đó ngài dạy rằng điều đó nó giống như là đời sống của một vị tu sĩ mà nói dối mà không biết hổ thẹn. Tức là nói dối không biết ghê sợ hổ thẹn, tức là chúng ta ở trong danh từ kinh điển gọi là tàm quý. Tàm quý ghê sợ tức là không thấy được, tàm là hổ thẹn, là không cảm thấy nó tự thẹn khi mà mình nói dối. Và quý có nghĩa là thấy được cái hậu quả của sự nói dối. Rồi Đức Phật cũng với cái chậu nước đó, ngài lại nhấn mạnh thêm là ngài úp cái chậu nước lại. Rồi ngài hỏi rằng, con có thấy cái chậu nước úp lại không? Thì tới giờ bên Đức Tôn, con có thấy. Thì Đức Phật ngài nói rằng, đời sống của một vị sa môn bị đảo lộn, lật úp lại, lật úp tức là đảo lộn lại, bị đảo lộn. Tức là mình sống như vậy nhưng mà cuộc sống lại đó, thì giống như là cái chỗ úp lại nếu mà nói dối mà không có tham quý. Rồi ngài lại lật cái chỗ nước lên, ngài hỏi rằng, ngài rau la, con thấy cái chỗ nước bây giờ ra sao không? Thì có chỗ nước này trống không không? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy là cái chậu nước đã úp lại rồi lật lên. Thì Đức Phật thì nói, đời sa môn cũng là trống rỗng, không có giá trị, như là một cái chậu nước mà không có nước. Thì thứ vì cả ba cái hình ảnh, một ít nước còn sót lại trong chậu, một cái chậu bị lật úp xuống và một cái chậu nước rỗng không không có nước, đều được Đức Thế Tôn ngài sử dụng để minh họa cho một điều, đó là đời sống của một vị sa môn mà nói dối mà không có tàu ý thì quả thật là vô nghĩa, sống đó quả thật là đảo lộn, đời sống đó quả thật là không có giá trị, và không giá trị thật sự. Nhưng mà rồi Đức Thế Tôn không dừng lại ở đó. Bởi vì thưa quý vị, có nhiều khi chúng ta nên biết một điều là nó có một sự khác biệt giữa
văn nói và văn viết. Văn viết là viết phải cho nó gãy gọn, viết cho một ý mà chúng ta biết về cái người đọc không hiểu đó, thì có thể đọc đi đọc lại đoạn đó. Nhưng mà trong cái văn nói đó thì đôi khi là phải lặp đi lặp lại. Dạ, lặp đi lặp lại. Cái chữ lặp đi lại rất là cần. Ví dụ như là bây giờ trong kinh Vô Ngã Tướng hỏi rằng, này chư tỳ kheo, sắc quẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc quẩn là vô thường. Những gì vô thường là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, những gì vô thường là khổ, những gì vô thường là khổ, có sự biến hoại sao lại thường? Thì nên cho những thứ đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn chẳng nên. Nhưng mà rồi sau cái sắc quẩn á, ngài lại đề cập đến thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nếu quý vị nào mà thấy cái bản dịch của chúng tôi khi dịch, chúng tôi gom lại để cho cái bài lời kinh gãy gọn là, này chư tỳ kheo, các con có thấy sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nhưng mà khi mà nói chuyện á, thì Đức Phật ngài đơn giản từng phần để cho cái dòng tư tưởng, cái dòng suy nghĩ á, được bắt kịp. Và khi mà Đức Phật ngài dạy một điều gì đó, và trong cái đoạn thơ dạy mà ngài chỉ thật ra ba cái hình ảnh của một cái chậu còn một ít nước, hình ảnh của cái chậu bị úp lại, hình ảnh của cái chậu rỗng không, cùng nói lên một ý, cùng đâu quỷ. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã sử dụng ba cái thí dụ khác nhau để tạo nên cái chuyện lặp đi lặp lại một cách cố ý, một cố tình, chỉ lặp đi lặp lại đưa vào trong tâm đạo của tâm cảm của Rahula một cái ý thức là những gì ngài muốn nói là một đời sống vị sa môn không nên nói dối mà không biết khổ thẹn, không nên nói dối mà không có tâm quý. Thí dụ vẫn chưa dừng ở tại đó, Đức Thế Tôn lại dùng một hình ảnh mà có lẽ Rahula rất là quen thuộc, bởi vì Rahula từng sống trong hoàng cung, từng thấy những cái chiến tượng, tức là những con voi. Thì Đức Phật ngài dạy rằng con voi khi nó ra trận hay là trong những chỗ hung hiểm thì cái mà nó phần bảo vệ là bảo vệ cái voi của nó. Nếu vì nó biết là con cái voi nó là đa dụng, đa năng, nó dùng để ăn, để gặp, để nhắc một cái vật gì đó lên, cái voi dùng để kéo, để đẩy, có dùng nhiều thứ. Nhưng mà khi gặp chuyện hung hiểm thì nó không thể nào không bảo vệ cái voi. Tại vì sao vậy? Nó có người ta cắt cái ngà thì được, hay là làm lũng lỗ tai thì được, nhưng mà cái voi bị thương là cái dương của voi đói đó. Thì con voi xài con voi rất là nhiều, thì con voi thì phải biết giữ cái voi. Và bị nào mà quan sát cuộc sống của loài voi thì chúng ta hiểu chuyện rõ lắm. Con voi đó, cái voi nó rất là hệ động, nó quan trọng hơn ngà, mặc dù chúng ta quý ngà hơn, nhưng mà đối với đời sống con voi thì cái voi rất là quan trọng. Thì một con voi khôn là biết bảo vệ cái voi ở trong cơn nguy biến. Thì Đức Phật này dạy Rahula là ở trong đời sống tu hành, một điều mà rất cần là bảo vệ cái sự chân thật. Mình sống không chân thật là giả tạo. Và sự chân thật đó nó phải có cái ý thức là khi mình nói dối mà không có tâm quý, tức là mình phá vỡ sự chân thật mình. Nó cũng là một thí dụ. Bây giờ thì ở trong cái ngành mà giáo dục, về tâm lý giáo dục cho các em thì những nhà giáo dục chuyên môn họ cũng nói một điều, họ cũng đồng tình một điều rằng đối với trẻ em nói cái gì về tư tưởng, trừu tượng quá em không hiểu, dùng những cái thí dụ rất là cụ thể, rất là rõ ràng thì các em sẽ dễ hiểu hơn. Thưa quý vị, rồi sau đó Đức Thế Tôn lại đề cập đến cái căn bản của nếp sống tu hành. Một lần nữa, ngài lại trở về lại với những điều tương đối rất là căn bản, là cái gọi là cuộc sống, cái gọi là sinh hoạt hàng ngày. Thật ra nó chỉ là một cái sự hoạt động của ba thứ, đó là thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp là hành động của thân. Ngữ nghiệp tức là ngôn từ, sự truyền đạt, biến cảm, là cái sự truyền đạt truyền thông qua người khác bằng ngôn ngữ. Và ý nghiệp là sự suy tư.
Thì một một điểm của người tu hành là cần làm cho tốt, làm cho thanh định tam nghiệp. Và để làm tốt được thanh định tam nghiệp thì phải biết tình phản tình. Và để phản tỉnh mà có đầy đủ thì phải có chánh niệm. Và cái chánh niệm đó nó đến từ nhận thức, phân biệt rõ cái gì sắp làm, cái gì đang làm và cái gì đã làm. Khi mà chúng ta nói về thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp và chung chung thì thật sự nó chưa đi với chánh niệm. Nhưng một khi mà chúng ta biết rõ cái gì xảy ra đối với thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, mà đối với những gì sắp làm hay là muốn làm, những gì đang làm, những gì đã làm, thì cái đó gọi là chánh niệm. Mặc dù Đức Phật không đề cập gì đến chánh niệm hết, ở đây Đức Phật không nhắc đến gì chánh niệm. À, có thể là cái chữ đó nó còn hơi xa lạ với Râu La, mà Ngài chỉ nói rằng một cái sự quán xét với cái ý định muốn hành động, muốn nói, muốn suy nghĩ và nhận rõ cái gì mà mình đang hành động, đang nói, đang suy nghĩ. Và khi cái việc đó nó đã kết thúc rồi, đối với những gì đã làm, đã diễn tả bằng lời và đã suy nghĩ, thì nên biết biết điều đó có hại cho người, có hại cho mình, hoặc lại cả hai, hoặc có lợi cho người, lợi cho mình, hoặc lợi cả hai. Và đồng thời Ngài cũng dạy là nên làm gì. Dạ, thí dụ như là đối với những gì mình cảm thấy hại người, hại mình thì nên chặn lại, chặn dần bắt đầu. Và nếu cái chuyện đó là đang xảy ra thì nên dừng lại. Dạ, nên dừng lại. Và nếu chuyện đã xảy ra thì biết y pháp để phát lộ hay là để sám hối ở trong tăng chúng hay các bậc sư trưởng của mình. Những lời dạy này thưa quý vị rất là dễ hiểu, rất là tuổi. Nhưng mà những lời dạy này là những lời dạy rất là thực tiễn ở trong đời sống hàng ngày. Mặc dù Đức Thế Tôn dạy cho một vị Sa-di 7 tuổi, nhưng mà điều đó nó lại là một cái căn bản của đời sống tu tập. Có chăng thì ở đây là một cách mô tả tương đối rất là giản dị, rất là rõ ràng. Và ở đoạn sau cùng đó, thì Đức Thế Tôn Ngài cũng có dạy rằng tất cả những cái vị tu hành nào, ở đây Ngài dùng chữ sa môn, bà la môn, tất cả những vị tu sĩ nào, dù trong quá khứ, hiện tại, vị lai, thì đều lấy cái thanh tịnh tam nghiệp làm căn bản. Dạ, thanh tịnh tam nghiệp ở đây tức là về hành động của thân, lời nói của ngôn từ và cái những cái ý nghĩ, cả ba thân ngữ ý này, thân nghiệp ngữ ý này, nếu được thanh tịnh, nếu được tốt đẹp thì tiếp tục, nếu chưa thanh tịnh, chưa tốt đẹp thì cần phải thanh lọc. Và sự thanh lọc đó có cái phương pháp rất là đơn giản, đó là cái khả năng chánh niệm, biết những gì sắp xảy ra theo ý muốn của mình, biết những gì đang xảy ra, đang thực hiện, và hồi những gì đã xảy ra, và biết có cái thái độ thích hợp. Nếu những gì mình muốn mà chưa xảy ra mà thấy nó có lợi thì thực hiện, còn thấy nó có hại thì chặn nó ngay, từ ở trong manh nha. Và nếu điều đó là điều đang xảy ra mà nó có, thì ngừng lại lập tức. Mà nếu có lời thì mình tiếp tục. Và đặc biệt là nếu điều gì mình đã làm mà nó tốt đẹp, mà điều đó mình xét lại mà mình thấy nó bất thiện, thì nên như pháp sám hối. Và nếu mình xét lại thấy điều đó là điều tốt đẹp, thì nên biết tự hoan hỷ. Tự hoan hỷ để làm gì? Để làm cái điều kiện ở cho cái sự quân tập thiện pháp trong tương lai. Thưa quý vị, chúng tôi cũng nói thêm một điểm là ở trong Phật giáo có rất là nhiều trường hợp, mà chính những trường hợp này chúng tôi có cái đức tin rất là mạnh mẽ với Phật pháp hồi chúng tôi còn nhỏ. Đó là
Đức Thế Tôn ngài dạy rằng cái khả năng giác ngộ, khả năng để tăng tiến trong đời sống nội tâm, nó không nằm ở tuổi tác, ở giới tính, nó không nằm ở giai cấp xã hội. Và trong trường hợp có một số người họ còn rất nhỏ mà Đức Thế Tôn vẫn cho tu, đó là một cái đặc điểm của Phật pháp. Và có nhiều vị còn nhỏ mới 7 tuổi thôi, nhưng mà Đức Thế Tôn đã xác nhận đó là vị A-la-hán, thì vị suốt đời không giờ làm cái chuyện gì sai lầm và không giờ có một cái phiền não gì hết. Bây giờ thì đôi khi người ta cũng muốn làm, thí dụ như trường hợp của Đức Dalai Lama, ngài có xác chứng là có một cậu bé sinh ở Tây Ban Nha, lại là hậu thân của một vị lạc ma đạo cao đức trọng mà đã qua đời tại Tây Tạng. Nhưng mà khi mà cậu bé này lớn lên thì cậu bé này quay lại đã hủy bán Phật giáo và chỉ Phật giáo rất là nhiều, đã nói rất là nặng về trường hợp mà cha mẹ mình đã đặt để cho mình vào một cái tuổi thơ mà mình không hoàn toàn không muốn như vậy, và vì thì không tin rằng mình đã là một vị lạc ma trong quá khứ. Thì cái sự sai lầm này nó chỉ xảy ra đối với chúng ta thôi, chứ không có ở Đức Phật. Khi mà Đức Phật ngài dạy rằng vị sa di đó là vị A-la-hán, thì có nghĩa là cái đó nó còn chắc hơn là đinh đóng cột. Đinh đóng cột có khi lung lai, nhưng mà cái này chắc hơn đinh đóng cột nữa. Thứ vị đó là điều mà làm cho chúng tôi tăng trưởng đức tin rất là nhiều. Và cái hệ thống mà chúng ta gọi là kinh điển của Đạo Phật gợi cho chúng ta một ý niệm khác rất quan trọng, đó là Đức Thế Tôn là một nhà giáo dục và Phật pháp là một hệ thống giáo dục. Hệ thống giáo dục rất là trực tiếp, rất là trực tiếp, làm sao để con người được chuyển hóa tốt hơn với những lực, với phương pháp thực hành cụ thể. Ngày nay đôi khi chúng ta nghĩ về Phật pháp như là một cái hệ thống tín ngưỡng, hệ thống triết lý, mà chúng ta quên hẳn đi cái vai trò giáo dục. Đó là làm sao cho con người biết sống hướng thiện, hướng thượng, và với những phương pháp rất là cụ thể có thể áp dụng trong đời sống. Chúng tôi không phải là chỉ trích triết lý hay chỉ trích tín ngưỡng, nhưng mà đôi khi tín ngưỡng và triết lý nó đi quá xa thực tế, và cái quá xa nó khiến cho chúng ta không áp dụng được, trong khi Phật pháp là một con đường giáo dục. Con người chúng sanh có thể tốt hơn nếu được nghe những lời hay, gần bản lành, và nếu có thể áp dụng đem về đời sống của mình những giá trị cao đẹp. Nhưng mà điều đó phải thực dụng với thực tế, thì đó là một cái quan niệm mà giáo dục thời xưa cũng như nền tâm giáo dục ngày nay người ta đều chấp nhận. Thưa quý vị, thật ra thì cũng không có nhiều thời giờ. Bây giờ thì để thỉnh thoảng thời xưa không biết thượng tọa còn ở trước máy không, nếu được cái thỉnh thượng tọa hoan hỷ có vài lời ở trong lúc soạn các câu thảo luận. Bây giờ thầy siêu thượng tọa có nghe được không? Có lẽ thượng tọa thầy siêu không có mặt ở trước máy. Thượng tọa thầy quỳ đấy. Ồ dạ, thấy thượng tọa thầy siêu đang trở bù trở ra, có lẽ thượng tọa nghe được. Nếu thượng tọa thầy siêu nghe được cái thỉnh thượng tọa hoan hỷ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận. Bất thường tòa siêu thường tòa có cầm mic được không? Thấy thường tòa vừa trở vào. Dạ, dạ, kính thỉnh thường tòa siêu. Anh Mô Bồ Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, để tiếp theo lời của thượng tọa Giác Đẳng, trong thời gian thượng tọa soạn câu thảo luận, chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị một vài điều
Chúng ta học ở trong trung bộ kinh này, chúng ta còn rất nhiều bài kinh liên quan đến tôn giả Rằng Hô Lá. Thì ở trong cái bài kinh này đó, trong cái bài kinh mà chúng ta đang học, là cái bài kinh đó Đức Phật Ngài thuyết lúc mà Rằng Hô Lá được 7 tuổi, mới xuất gia, gọi là Sattā Vassikā Kalato Vathāya. Còn cái bài kinh mà sau này chúng ta sẽ học Chula Arahulo Vādasuttang, kinh giáo giới Rằng Hô Lá tiểu kinh đó. Bài kinh Maharahulo Vādasuttang, giáo huấn Rằng Hô Lá đại kinh mà chúng ta sẽ học tới ngày mai đó. Cái bài kinh đó là được thuyết ở trong cái thời mà xây di Rằng Hô Lá được 18 năm, được 18 tuổi, 18 tuổi. Còn cái bài kinh Chula Arahulo Vādasuttā thì cái bài kinh này là khi mà Rằng Hô Lá vừa thọ tỳ kheo, chưa có đường hạ nào. Avasika Vikhukale, như vậy thì cái bài kinh Ampalathika Rằng Hô Lá Vādasuttā thì được thuyết ở trong cái bài kinh này nè. Bài kinh này được thuyết ở Sattā Vassikā Vassikā Samanera Kale Sutta, tức là được nói đến trong khi xây Hô Lá mới 7 tuổi. Thì ở đây đó, chúng ta tuần tự chúng ta sẽ nghe về các cái bài pháp mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết giáo giới cho Rằng Hô Lá, Ngài giáo huấn Rằng Hô Lá. Ở trong cái đó rằng là cũng là cái duyên chứ hiếm có cái vị sa di nào mà được giáo huấn một cách nghiêm nhặt như thế. Một phần thì các vị sa di kia đó, khi mà các vị xuất gia, các vị không có ý lại, là các vị xuất gia các vị chứng đắc đạo quả cũng nhiều. Có những vị sa di như là sa di Sakicca hay sa di Sukha, sa di Paditta chẳng hạn, những sa di đó thì chỉ mới có 7 tuổi thôi, nhưng mà khi xuất gia rồi thì các vị đó sớm đắc đạo quả a la hán như là ngài, như là sa di Kumara Kassapa chẳng hạn, mới 7 tuổi đắc a la hán rồi. Cho nên ở đây Đức Phật không cần phải giáo giới, còn Rằng Hô Lá thì xuất gia
mặc dù xuất gia 7 tuổi nhưng mà mãi cho đến khi xuất gia thì kheo rồi, sau khi Đức Thế Tôn ngài thuyết về cái bài kinh Chula Rahulowadasutta thì lúc đó vị này mới chứng A-la-hán. Mới đạt đến cái quả vị A-la-hán. Như vậy kinh Chula Rahulowada, bài kinh này được thuyết vị đó mới là Arahata Gaha Panathang. Cho nên chúng ta sẽ chú ý để chúng ta nghe các cái bài kinh đó, và cứ mỗi một bài kinh như vậy có một cái mức độ giáo dục khác nhau, cao cấp hơn, khó hơn. Như là bài kinh ngày hôm nay thì rất là dễ hiểu cho chúng ta. Trong bài kinh ngày hôm nay thì Đức Phật ngài chỉ giáo giới, giáo huấn rộng lá có hai việc thôi. Việc thứ nhất là ngài chú ý cho Rahula về cái việc phải sống thành thật chứ không có nói dối. Một người mà nói dối mà không có hổ thẹn đó, thì đời sống của vị đó, cái phẩm hạnh của vị đó trống rỗng, phẩm hạnh của vị đó là nó nhỏ nhen như là chút ít trong thau nước, nó trống rỗng như là cái thau nước bị đổ đi rồi, bị ấp xuống như là cái thau đã lật ấp. Và Đức Phật ngài lấy một cái thau nước trong khi ngài đang rửa chân đó, để ngài làm cái hình ảnh mà giáo huấn cho Rahula. Nhưng mà rồi Đức Phật ngài dùng một cái hình ảnh thí dụ để nấu cho Rahula biết về cái tai hại của một người mà nói dối không biết hổ thẹn đó. Thì người mà nói dối không biết hổ thẹn, người đó không có vị ác gì mà không dám làm, cũng như một con voi. Nếu con voi đó mà nó sát trận mà nó còn bảo vệ cái vòi của nó, nó còn giữ nhìn cái vòi của nó, thì như vậy là nó không dám bán mạng, không hung hãn bán mạng. Nhưng một con voi mà nó không có bảo vệ cái vòi, cái nhà của nó rồi, thì như vậy thì nó sẽ bán mạng. Cũng như thế nào thì đối với một người mà còn tàm húy, biết thẹn trong cái lời nói dối, không dám nói dối, thì người đó thì lại hy vọng là có cái thiện pháp. Còn một người mà bộ vị sa di mà nói dối mà không biết không thẹn, thì vị sa di đó không có cái chuyện ác gì mà không dám làm. Như vậy ở trong cái phần thứ nhất là Đức Phật ngài đưa lên hai cái thí dụ. Một thí dụ về cái chậu nước, hai là cái thí dụ về con voi chiếm. Nhưng mà hai thí dụ đó giống
vào một mục tiêu là dạy ra con lá về cách sống chân thật, không nói dối. Rồi ở cái đoạn sau của bài kinh đó, phần nửa đoạn sau của bài kinh đó, là Đức Phật ngài dạy về cái cách tu tập. Và ở đây ngài Sijirola sẽ học được từ nơi cái thí dụ mà Đức Phật đã đưa ra. Ngài hỏi ra cái lá, cái chiếc gương để làm cái gì? Thì ra cái lá nói chiếc gương dùng để phản ánh, tức là xem lại cái gương mặt của mình. Ở đây chúng tôi, cái chỗ này chúng tôi không có thích cho dùng cái từ mà ở trong bản dịch nói rằng sẽ chia ra lá đã trả lời cho Đức Phật. Đức Phật hỏi chiếc gương dùng để làm cái gì, thì rau lá trả lời Đức Phật là chiếc gương dùng để phản tỉnh. Chiếc gương không có phản tỉnh được quý vị, mặc dù nó đồng, nó cũng xài một từ chữ bách quyết thánh á, nhưng mà chữ bách quyết thánh á đó có tí và chữ ít thánh á. Chữ ít thánh á là nhìn, chữ tiếp đường ngữ có tí và tí ít thánh á là nhìn lại, bách chữ quyết thánh á có tí và chữ áo quá với chữ ít khác thành phát cho quyết thành á, tức là nhìn lại. Cho nên chúng ta dùng cái từ gọi là để soi tấm gương, là dùng để soi, để soi mặt, soi tức là nhìn lại đó. Nhìn lại, do đó chúng ta dùng. Thường thường người ta nói là lấy tấm gương để soi, chứ ai nói lấy tấm gương để phản tỉnh bao giờ. Cho nên cái chữ này đó, là chúng ta phải dùng theo cái nghĩa thông thường để cho chúng ta dễ hiểu. Và trong cái chỉ thứ hai đó, mà Thượng Tọa Đại Đẳng có nhắc, như ở đây chúng ta thấy trong cái cách dịch trong cái, thì đề rau lá ông nghĩ như thế nào đối với một đứa bé 7 tuổi, là một vị sĩ di 7 tuổi, vị đó lại là con nữa, thì trong trường hợp này không có thể nào là ông được, không thể nào kêu ông được. Kêu ngươi thì nó cũng hơi xa lạ lắm, cho nên thì cứ con ngày rau lá, con nghĩ như thế nào? Bởi vì chúng ta được quyền dịch với từ đó, ở đây chỉ xài chữ toan, ở trong tiếng Bali chữ toan là chúng ta xài trong cái chữ nào cũng được, tùy theo cái ngữ cảnh. Nhưng mà ở đây cái ngữ cảnh dịch đọc cho nó đẹp, cho nó hay ra, thì chúng ta phải dùng từ sao cho thích hợp. Thì cái phần chót là Đức Phật phải dạy về cái cách tu tập, vì chiếc gương dùng để soi thì cũng vậy, hàng ngày mình phải soi rọi lại cái hành vi của mình, cử chỉ, lời nói và tư duy phải soi rọi lại, xem coi mình làm như vậy, nói như vậy, suy nghĩ như vậy, cái điều làm, điều nói, điều suy nghĩ cái đó nó có lợi hay bất lợi, vân vân, nó thuận thiện hay là bất thiện, đem đến hại người, hại mình hay là lợi người, lợi mình, vân vân, phải phản tỉnh như thế. Nhờ cái sự tu tập sâu rọi tam nghiệp như thế đó, cho nên những sa môn trong thời quá khứ, hiện tại
cũng như các vị sa môn bà la môn trong đời tương lai được thanh tịnh tam nghiệp là do nhờ tu tập một cái phương pháp gọi là sâu rồi. Cho nên ở đây đó, chúng ta có thể tóm tắt được cái ý nghĩa của cái bài kinh Rahulavada này, Ambalatika Rahulavada, với bao nhiêu đó. Không biết là bây giờ chúng ta đã có được cái câu, quý vị có còn nghe được à? Dạ xin xin gọi thượng tọa, chúng ta đã có câu thảo luận một, xin thỉnh thượng tọa trở lại. Khi mà chúng tôi đọc cái câu thảo luận số 1 thì thỉnh thượng tọa giám trẳng, trước khi điều họp cho vị nào trả lời câu này, thượng tọa nói rõ dẫn chứng về sự chân thật, dẫn chứng cái chi mới được nói về ý nghĩa, hay là nói về bài kinh, hoặc là nói về những lời dạy có liên quan đến cái pháp chân thật, để vị nào được gọi thì vị đó biết cách trả lời. Xin tỉnh thượng tọa. Sa thú kính đức thượng tọa thầy sư. Mà thượng tọa thầy sư là vì trong bài kinh này thì Đức Phật ngài có đề cập đến chuyện mà nói dối mà không có tam quý. Điều đó nó làm cho cái cuộc sống của một vị sa môn trở nên vô nghĩa, cho nên không có giá trị, cho nên rỗng không. Thì mà thưa thầy sư, khi mà nó nói dối mà không có tầm quý, khi chúng ta nghĩ cái đó nó làm cái gì rất là gần gũi với Sri Rahula. Nhưng mà ngược lại, cái chuyện nói dối chúng ta nói là có sự chân thật. Ví dụ ở trong kinh mà đề cập đến chân thật ba la mật, hay là cái sự chân thật là cái vị tối thượng, hay là cái lời nguyện mà Ete na sát cho quá chi nó hô tu me chi mang ga lăng chẳng hạn, lời phát nguyện chân thật, hoặc giả là một cái người mà trong cuộc sống dám nhận những cái khuyết điểm với lòng lỗi của mình, như vị thánh tu đầu quần chẳng hạn, thì cái chỉ sát chá ở trong kinh điển Pali có đôi khi Đức Phật đó là một cái vị tối thượng và chân thật của vị tối thượng. Còn có thể quan hệ giúp cho một vài cái ý nghĩa tại sao cái sắc chá nó quan trọng, cái sự chân thật nó quan trọng ở trong cuộc sống, mà qua kinh điển Pali và những gì mà chúng ta được đọc được không? Cái tính thì rồi. Xin cảm ơn tổ chức đồng. Ở đây thưa quý vị, cái sự xa chá ở trong tiếng, trong cái điển, trong cái điển Pali, có rất nhiều ý nghĩa. Nếu nói phải nói cho nó trọn vẹn, nếu chữ sách chá mà nói theo cái cách thì gọi là Ariya sách chá,
tức là nói về thánh đế. Hay là diệu đế, thì đây là bốn chân lý khổ tập dược đạo. Hoặc là cái chữ sách chá, là nói về cái sự thật của các pháp như Paramattha sách chá, Samuti sách chá, gọi là chân đế, tục đế. Một cái sự thật do quy ước gọi là tục đế. Một cái sự thật mà nói theo bản thể thì gọi là chân đế. Sự thật theo quy ước như thế này, thí dụ như ở cái vùng đó, cái miền đó, người ta xài cái từ ngữ đó, mình xài cái từ ngữ này thì nó đúng, cái đó là sự thật. Ở miền Nam đó, khi mà từ Sài Gòn mà đổ ra miền Trung thì người ta gọi cái trái đào lộn hộp đó, người ta gọi trái điều. Mà trở xuống miền Tây đó, mình gọi là trái đào lộn hộp. Cho nên khi mình đã ăn cái trái đào đó, mình người ta cũng hỏi mình có ăn không. Nếu mà chúng ta ở miền Tây, chúng ta nói chúng ta có ăn trái đào lộn hộp thì cũng đúng. Mà khi chúng ta ra miền ngoài đó, miền Đông đó, thì chúng ta nói tôi có ăn trái điều thì cũng đúng. Bởi vì tùy theo cái dùng vùng mà ta xài trong cái nghĩa tục đế. Thì cái đó nó cũng là một cái sự thật, cho nên cũng gọi là sách chát. Bây giờ cái sách chát thứ ba đó được gọi là sách cho qua đi, tức là cái lời nói thật. Lời nói thật tức là cái lời nói đúng với những gì mà đã xảy ra. Như ở trong bài kinh nữa mà chúng ta sẽ học tới đó, bài kinh Sivutappa, kinh nên hành trì và không nên hành trì, thì khi nói đến cái thân hành có hai loại, một loại hành trì và một loại không nên hành trì. Đức Phật hành thí tóm tắt như vậy thì tôn giả Sariputta này đã giảng dạy rộng rãi những cái khẩu hành nào mà khiến cho bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì đó là khổ hành không nên hành trì. Còn cái khổ hành nào khiến cho thiện pháp được tăng trưởng và thiện pháp suy giảm thì khổ hành đã nên hành trì. Thì ở đây khi mà đề cập đến cái khổ hành nên hành trì, Ngài Sariputta Ngài có nói thế nào là cái khổ hành nên hành trì. Một người khi bị người khác giận hỏi chuyện đó có hay không, hay không có, người có biết hay là không biết, thì nếu mà người đó biết nói rằng tôi biết, không biết nói rằng tôi không biết,
có nói có, không nói không, thì như vậy đó được gọi là, gọi là cái lời nhân nói chân thật. Còn như trường hợp ở trong tiểu bộ kinh, trong tiểu bộ kinh số 838 kinh tập, cái bài kinh nói về giả so A La Quốc Cá, A La Quốc Cá đã hỏi Đức Phật, kinh su hawe sa thutaram rasanam, cái gì là vị ngon nhất trong các vị? Đức Phật này dạy rằng sa chăng hawe sa thutaram rasanam, tức là cái sự chân thật là cái vị ngon nhất trong các vị. Thì ở đây đó, chúng ta cũng nên biết như thế này, nếu là cái lời nói chân thật là cái lời nói đó, chuyện có nó có, chuyện không nó không, chuyện hiểu nó không, nó hiểu, chuyện không hiểu nó không hiểu, thì như vậy gọi là cái lời nói chân thật. Cái tánh chân thật đó thì nó là yatha pari tatha qua đi, làm như thế nào nói như thế ấy. Yatha qua đi tatha kari, nói như thế nào làm như thế ấy, thì như vậy đó là cái tánh chân thật. Cho nên chúng ta phân biệt giữa hai cái trường hợp, lời chân thật và cái tánh chân thật, pháp chân thật, ba cái trường hợp nó khác nhau. Cái lời chân thật như chúng tôi đã nói, đó là cái khẩu hành nên hành trì, là chuyện có thì mình nó có, chuyện không nó không, chuyện biết mình nó không biết, chuyện biết mình nó biết, chuyện không biết nó không biết. Còn cái tánh chân thật đó, thì hễ nghĩ như sao thì làm như vậy, có một ông quan không sai, ông đi qua đi sứ ở bên nước Từ, ông vua Từ, ông nhìn thấy cái thanh gươm, cái thanh bảo kiếm của vị không sai, ông rất thích, ông tấm tắc, ông khen ngợi. Thì cái vị quan không sai này ở trong lòng có ý nghĩ rằng, sau khi đi sứ xong trở về, đi ngang qua đây ta sẽ tặng cho đức vua này cái thư mộng Đức Vua thích, chỉ nghĩ vậy thôi. Và sau khi đi sứ trong nhiều năm ở các nước, rồi ông ta quay trở lại, thì lúc đó Vô Từ mới băng hà, Thiện Quang Không Sai mới vinh xin với các quần thần của vua dẫn ra đến cái lăng mộ của Vô Từ. Và sau khi bái tế xong rồi, ông ta cởi cái thanh gươm đó treo ở trên cái đầu mộ bia,
và khấn nguyện rằng lúc trước Ngài thích cái thân gươm này, tôi nghĩ sau khi đi xứ về sẽ dâng lên, mà bây giờ về đây thì Ngài đã ra người thiên cổ, vậy thì tôi xin dâng tặng Ngài cái thân gươm này. Mỗi người nhìn cái vị quan pháp sai đó một cách khâm phục, tán phục. Bởi vì ông ta chỉ có khởi lên ý nghĩ như vậy, mà ông ta làm đúng như vậy, chứ không có thể, không có thể khác đi, không có thể là ngơ được. Ở trong bụng mình có ý nghĩ là mình sẽ cho người đó cái đó, mình có ý nghĩ thôi, mình không nói. Nhưng mà hãy có ý nghĩ rồi thì sau đó chúng ta phải thực hiện cái ý nghĩ của mình. Thì như vậy người đó là người có tánh chân thật. Còn cái gọi là cái pháp chân thật đó, thì như chúng tôi đã nói, nó có nhiều nghĩa. Tứ diệu đế cũng gọi là cái pháp chân thật, ở cái chân lý mà không có, không thể nào có sa môn bà la môn nào dời đổi được. Hay là cái sự thật của bản thể gọi là pháp chân đế đó, thì cũng không thể nói khác đi được. Còn riêng về tục đế, tức là cái sự thật mà giả lập hay sự thật chế định đó, thì tùy thời tùy lúc và tùy nơi chốn, tùy vùng tùy miền ở đâu người ta định đặt ra như vậy thì người làm như theo như thế thì gọi là cái đó gọi là cái pháp, cũng là cái pháp chân thật. Nhưng mà cái pháp chân thật này nó theo cái tính cách tục đế giả lập thì về pháp chân thật rất nhiều. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề là tại sao cái đời sống xuất gia tu hành đó, Đức Phật Ngài dạy cái pháp chân thật nó quan trọng như vậy. Một người mà nói dối không biết hổ thẹn thì người đó không có cái chuyện ác gì mà không dám làm, bởi vì chỉ có cái lời nói mà lương tâm họ không có rây rứt, họ không có hổ thẹn, thì ba cái chuyện khác thì họ làm sao họ rây rứt hổ thẹn được. Cho nên ở đây đó, hễ mà giữ được cái tâm biết mắc cỡ khi mà mình nói sai sự thật thì như vậy người đó còn có cái để mà người đó giữ như là báu vật, thì người đời không dám đề xuất. Lại nữa, mình tu hành đó là cốt để đạt đến cái chân lý. Chân lý tức là những cái sự thật không thể có trái ngược, không thể hiểu theo cái kiểu cạnh khóe, không thể hiểu theo cái nghĩa tương phản hay cái nghĩa mâu thuẫn. Chúng ta phải hiểu được cái pháp chân lý. Cái chân lý đó tức là chân lý về khổ, vì nhân sinh khổ, vì sự diệt khổ và con đường đến sự diệt khổ. Như mà một người đang tầm cầu cái chân lý mà người này lại có cái sở hành về hành động, về lời nói, về tư tưởng mình đã sai với sự thật, thành cái thói quen, thành cái thường tận y, thì như vậy làm sao mà có thể đạt được cái chân lý. Cho nên ở đây đó, thể mà chúng ta tu tập mà chúng ta muốn đạt được cái chân lý, chúng ta muốn đạt đến một cái chân thật tối thượng,
thì mình phải tu tập là phải có cái lời nói chân thật, phải có cái tánh chân thật. Như vậy cái thường cận y duy nó quen, cái sự trung thực đó cho đến cái lúc mình ba la mật và chín mùi rồi đó, thì lúc bây giờ mình mới có thể, mình có thể là chứng đắc được cái chân lý. Cái đó thì cũng dễ hiểu thôi thưa quý vị. Nếu mà chúng ta để đi tìm cái chân lý thì chúng ta phải là cái người biết chuộng cái chân lý. Còn nếu mà chúng ta không chuộng cái chân lý thì làm sao chúng ta đạt được cái chân lý? Như Đức Phật Ngài dạy trong Pháp Cú Kinh đó, phi chân tưởng chân thật, chân thật tưởng phi chân. Chúng không đạt được chân lý do tà tư tà hành. Ngược lại, chân lý biết chân lý, phi chân biết phi chân, chúng đạt được chân lý do chánh tư chánh hành. Cái nào mà nó đúng thì chúng ta thấy là đúng, cái nào là sai chúng ta biết là sai. Người mà có tâm trung thực như vậy thì người đó mới đạt được cái chân lý. Chứ còn nếu mà trong cuộc sống này chúng ta cứ cái chuyện mà đúng chúng ta cho là sai, cái chuyện sai chúng ta cho là đúng, chúng ta cứ hành xử theo cái cách, cái tư duy, cái ý nghĩ nó mâu thuẫn, nó sai quấy như vậy thế, làm sao chúng ta có thể đạt được cái chân lý? Cho nên ở đây chứ, chúng ta phải hiểu là chúng ta tu tập, chúng ta chuộng cái chân lý, chúng ta là người có cái tánh trung thực, chuộng cái pháp chân thật thì chúng ta mới đạt được cái chân lý. Còn nếu mà đi ngược lại thì chúng ta sẽ không, chúng ta sẽ không đạt. Đến đây thì cái thời lượng cũng đã hết rồi, nên chúng tôi xin được chấm dứt cái câu trả lời ở đây. Xin kính tỉnh thường tuổi đã đóng trở lại Nam Mô Bụt Thầy nhé. Sa thú kính trình thực tập thực sư. Thưa quý vị, mặc dù hết giờ rồi nhưng mà chúng tôi cũng xin nói một chuyện rất là ngắn. Đó là có một lần chúng tôi nghe Ngài Tăng Bưu Lưu, Hòa Thượng Truyền Giới Tỳ Kheo chúng tôi, Ngài nói rằng là có nhiều người hiểu chánh nghĩ, chánh ngữ là một thứ đạo đức. Dạ, một thứ đạo đức là mình nói thật là nói đạo đức. Nhưng mà thật ra thì với một người hành thiền mà còn nói dối thì người đó không có, người đó rất là khó để có thể nhìn vào sự thật được. Dạ, tức là khi mà mình nhìn vào sự thật chính mình thì mình phải có sự thật, mình xấu thì biết là xấu, mình tốt là tốt. Còn có những người lúc đầu cũng nói ồ tôi tốt, và lúc đầu một lúc nào cũng cải bướng cái càng tôi tốt, thì ở trong cái cải bướng cái càng đó nó có một cái hàm ý là mình không nhìn nhận và mình không nói thật, không chấp nhận thật. Cũng giống như người có bệnh mà không biết mình bệnh vậy, mà Ngài nói là khi mà đụng tới cái bản ngã của mình thì rất khó để mình thấy thật. Thật ra một người nào mà còn nói dối thì người đó không thể nào hành thiền được. Và một bất cứ một vị thánh tu đạo huân, vị thích sơ quả nào đó, thì các ngài đều có cái đặc tính, và cái đặc tính này được đề cập đến trong kinh Châu Báu là một cái nét rất là quý của tăng bảo đó. Đó là tu đạo huân luôn luôn nói thật, luôn luôn thành thật về chính mình, và điểm này là thực sự là một điểm rất là tế nhị. Đó là tại sao mà khi mà chúng ta nghe Đức Phật Ngài dạy trên tôn giả Rahula là một vị sa môn mà nói dối không có tàm quý thì giống như là một cái ít nước còn sót lại không có đáng kể,
hay là một cái chậu lật úp lại, hay là một cái chậu nóng không. Thật ra những lời nói nặng ký lắm, đôi khi chúng ta không có xét về điều này. Xin được kết thúc chia sẻ sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp của Tathama. Kính chân chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng mi